Mỗi khi mùa hè đến, làm thế nào để tiết kiệm điện khi sử dụng các thiết bị làm mát luôn là một vấn đề nan giải với tất cả chúng ta. Mặt khác, với các gia đình có trẻ sơ sinh hay người cao tuổi, việc hạn chế gió điều hòa cũng như các luồng gió quạt mạnh đã và đang được quan tâm hàng đầu. Bởi với hệ hô hấp và miễn dịch vốn nhạy cảm, nếu không có một sản phẩm phù hợp thì hai lứa tuổi này rất dễ gặp các vấn đề hay biến chứng sức khỏe khó lường. Và những chiếc quạt điều hòa không khí chắc chắn sẽ là giải pháp tối ưu nhất cho những lo lắng, băn khoăn bên trên của bạn. Quạt điều hòa không khí Rapido Everest 6000D với động cơ SD Plus tiết kiệm đến 50% điện năng là sản phẩm 3 trong 1, bao gồm lọc không khí, điều hòa và quạt gió, thích hợp với các không gian lớn như phòng khách, quán cà phê hay nhà hàng. Đặc biệt, với cơ chế màng lọc đa cấp độ với than hoạt tính, nano bạc và ionizer, quạt điều hòa Rapido sẽ tạo ra các chùm ion liên tiếp tiêu diệt các phần tử mang điện tích dương bay lơ lửng trong không khí như bụi mịn, mùi hôi, nấm mốc, vi khuẩn và từ đó giúp gia đình bạn có thể tận hưởng bầu không khí trong lành và mát mẻ. Đối với sản phẩm quạt điều hòa Rapido thì chúng tôi sẽ có chế độ bảo hành cụ thể như sau. Chúng tôi sẽ bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm nếu hỏng động cơ chính. Thứ hai là chúng tôi sẽ bảo hành tại nhà của khách hàng trong vòng 2 năm. Và vấn đề thứ ba là chúng tôi sẽ bảo hành lên tới 5 năm đối với sản phẩm mà khi hỏng động cơ chính. Với các cái thương hiệu của Rapido thì chúng tôi luôn luôn mong muốn để mang tới những cái chất lượng sản phẩm tốt nhất, chế độ bảo hành tốt nhất và sự trải nghiệm tối ưu nhất dành cho tất cả quý khách hàng.